với chương trình cải cách chân trời sáng tạo trong năm học mới 2021-2022. Với bài học đầu tiên, chúng ta sẽ học về chủ đề mỹ thuật quanh em và học trong vòng 4 tiết. Tiết học này, chúng ta sẽ cùng làm quen về nét chấm trong mỹ thuật. Nét chấm là nét đơn giản nhất mà tất cả các bạn và chúng ta đều có thể thực hành rất đơn giản và nhận thấy trong cuộc sống. Nào, bây giờ hãy cùng cô thực hành nhé. Các bạn hãy chuẩn bị giấy A4, bút chì, tẩy, màu nước, bông tăm hay pha màu cốt lông nhé. Bạn nào không có màu nước có thể sử dụng màu sáp màu. Các bạn thân mến, bước thứ hai là chấm màu. Cô sẽ lấy 2 đến 3 hoặc 4 cây bông tăm nắm chặt với nhau và cô sẽ lấy một đầu của bông tăm chấm vào màu. Nếu màu khô thì bố mẹ có thể pha ra khai màu nhé. Ở đây với luống hoa đầu tiên, cô sẽ sử dụng màu xanh da trời. Các bạn hãy sử dụng màu sắc mà các bạn yêu thích, không phải giống của cô nhé. Cô sẽ chấm từng chút một. Khi bông tăm của các bạn bị tuột ra, các bạn có thể lấy dây chun để buộc vào. Cô sẽ chấm thưa, từng chút, từ thưa đến dày dần các bạn nhé. Chúng ta sẽ không chấm dày luôn một lúc. Chúng ta sẽ chấm thưa ra, sau đó thì sẽ chấm điểm xuyết, dày lên dần các bạn nhé. Thế là cô đã xong với luống hoa đầu tiên của cô màu xanh dương này. Cô vẽ đến luống hoa thứ hai của cô. Cô sẽ quay ngược lại đầu bông tăm để cô chấm bằng đầu sạch các bạn nhé. Chúng ta sẽ dùng đầu bông sạch. Nếu như mà các bạn màu khô thì các bạn có thể cho vào khay để pha. Hoặc màu của các bạn đã đủ ướt rồi thì các bạn chấm trực tiếp ở trong lọ màu cũng được nhé. Nhưng mà yêu cầu chúng ta cần phải giữ màu sạch sẽ. Ồ, màu đã dây ra tay của cô rồi đấy. Nhưng mà cô không sợ bẩn đâu. Các bạn hãy vẽ và tí nữa khi nào xong chúng ta sẽ đi rửa tay. Cô đang chấm từ bên phải sang bên trái. Từng chút một các bạn ạ. Các bạn đừng vội vàng. Nếu mà mình vội vàng, mình làm nhanh thì có thể sẽ làm hỏng cả bức tranh của mình đấy nhé. Và cô đã sắp xong luống thứ hai rồi. Các bạn đã xong luống thứ hai chưa? Bây giờ luống thứ ba, cô sẽ sử dụng màu đỏ. Các bạn có thấy những nét chấm tròn của cô có giống những bông hoa không? Mỗi một luống hoa của cô là một màu khác nhau đấy. Các bạn hãy sử dụng những màu sắc khác nhau thật rực rỡ nhé. On me, and now we're.
đã chấm xong luống hoa thứ ba của cô. Và bây giờ cô sẽ lấy màu vàng để cô vẽ ông mặt trời các bạn ạ. Phần bầu trời các bạn có thể chấm hoặc là các bạn có thể dùng bút lông để vẽ nét nhé, để vẽ kín phần ông mặt trời và các ánh nắng tỏa sáng xung quanh. Cô sẽ lấy bông tăm chấm thật kỹ hình ông mặt trời này. Và các bạn hãy nhìn xem, cô sẽ lấy bút lông để vẽ kín phần các ánh nắng. Cô sẽ tô xen kẽ giữa màu vàng và màu xanh dương để làm ánh nắng của cô thêm phần rực rỡ hơn các bạn nhé. Các bạn hãy tô những màu khác nhau cũng được, không cần thiết phải màu giống cô đâu nha. Các bạn thân mến, thế là từ nãy tới giờ cô và các bạn đã cùng nhau hoàn thiện được một bức tranh rất là đáng yêu. Các bạn hãy xem tác phẩm của cô nhé. Ở trên này, cô đã hướng dẫn các bạn vẽ bằng màu nước và chấm nét bằng những bông tăm rất là gần gũi trong gia đình của chúng ta đấy. Nếu mà bạn nào mà không có màu nước, chúng ta có thể vẽ bức tranh bằng màu sáp giống như bức tranh ở dưới đây của cô nhé. Nếu không có màu nước thì các bạn có thể sử dụng màu sáp hay bất kỳ những cái màu nào các bạn đang có sẵn ở nhà. Các bạn hãy tô màu các luống hoa với các màu khác nhau này. Sau đó các bạn tô kín ông mặt trời, các tia nắng bằng chất liệu màu của các bạn đang có sẵn. Sau đó các bạn hãy dùng những nét màu khác nhau để xoắn thành những hình tròn với hình thức khác nhau các bạn nhé, để thành những bông hoa của chúng ta thật là xinh xắn nhé. Tôi hy vọng trong bài vẽ ngày hôm nay, các bạn và cùng với bố mẹ ở nhà sẽ hoàn thiện được những bức tranh thật là rực rỡ và nhiều màu sắc như thế này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài vẽ tiếp theo.